cho cá ngậm ma túy để qua mặt lực lượng chức năng. Sau khi mua được ma túy, Đặng Ngọc Sơn sinh năm 1979, chú thị trấn Lộc Hà, Hà Tĩnh đã giấu trong miệng một con cá nhám để mang về nhà. Chiều mùng 1 tháng 9, Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang Đặng Ngọc Sơn sinh năm 1979, trú tại thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 8, lực lượng Công an thành phố Hà Tĩnh phát hiện Sơn điều khiển xe máy tại khu vực phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, trên xe máy Sơn có một túi ni lông màu vàng đựng một con cá đã chết. Phía trong miệng cá có giấu một bọc ni lông nhỏ chứa chất tinh thể màu trắng. Qua giám định, chất tinh thể màu trắng này là metafetamin với khối lượng 44g. Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận, bản thân là lao động tự do, chủ yếu làm nghề đi biển dài ngày, nghiện ma túy đã nhiều năm nay. Vào ngày 30 tháng 8, Sơn liên lạc, đặt mua ma túy và một con cá nhám với mục đích giấu ma túy vào trong miệng cá mang về nhà. Tuy nhiên, khi đang di chuyển qua khu vực đường Sử Hy Nhan, thuộc tổ dân phố 3, phường Nguyễn Du thì Sơn bị lực lượng công an thành phố Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.